Hơn một tháng trở lại đây, tình hình COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp với số ca mắc và ca chuyển nặng tăng nhanh. Với sự xuất hiện liên tục của các biến thể mới, tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ và đúng lịch vẫn là biện pháp quan trọng để ứng phó hiệu quả, ngăn COVID-19 bùng phát trở lại. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện nay, ngành y tế Đà Nẵng vẫn đang tổ chức hàng chục điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để đảm bảo việc tiêm chủng cho người dân các lứa tuổi trên địa bàn. Nhiều điểm tiêm đã được thiết lập ngay tại các trạm y tế để tạo thuận lợi nhất cho người dân. Công tác tuyên truyền, vận động cũng đã được thực hiện rộng khắp. Nhưng thực tế thì Đà Nẵng hiện vẫn là địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cũng như tỷ lệ tiêm cho trẻ em ở mức thấp. Một số phụ huynh, một số người giám hộ vẫn còn lơ là và vẫn chưa nhận thức được một cách sâu sắc tiêm chủng là vấn đề tốt nhất trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Chính vì vậy cho nên vấn đề đưa con em tới tiêm chủng thì vẫn chưa đạt được những mong muốn kỳ vọng. Đến nay, tỷ lệ tiêm mũi 4 ở nhóm từ 18 tuổi trở lên tại Đà Nẵng mới đạt hơn 52%, trong khi tỷ lệ chung của cả nước khoảng hơn 80%. Đối với nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, mức chung của cả nước tiêm mũi 1 là 87,9%, mũi 2 là gần 60%. Trong khi đó, tỷ lệ này tại Đà Nẵng lần lượt là 63,8% và 24,9%. Trong bối cảnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vaccine vẫn là vũ khí quan trọng để ứng phó, ngăn dịch bùng phát trở lại. Vì vậy, phải tăng tốc tiêm chủng hơn nữa. Chúng ta phải tuyên truyền, chúng ta phải vận động, đúng không? Chúng ta phải làm thay đổi hành vi và chúng ta đồng thời, đấy như cái công việc vận động tuyên truyền này, thì chúng ta phải sửa đổi cái luật pháp thôi. Còn nếu không thì chết người. Thì giữa cái chết người với lại cái việc tiêm vaccine thì ông chọn cái nào? Đúng không? Là mình là người lãnh đạo, mình không thể phó mặc được. Mình là người lãnh đạo, người ta chưa hiểu mình phải giải thích. Theo Bộ Y tế, đến nay chưa có bằng chứng khoa học nào về việc vaccine phòng COVID-19 ảnh hưởng đến sức khỏe ở cả người lớn và trẻ nhỏ. Trong khi đó, hiệu lực của vaccine giảm tương đối nhanh sau 3 đến 5 tháng. Vì vậy, để duy trì hiệu quả bảo vệ, cần phải tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cũng như tiêm đủ liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi để đảm bảo phòng chống COVID-19.